Doric không nói rằng mình đỉnh nhất. Doric nói, chúng tôi được hai nhà sản xuất đá nhân tạo khổng lồ lựa chọn làm nhà phân phối độc quyền duy nhất tại thị trường Việt Nam. Đó là Casparquark, thương hiệu đá nhân tạo cao cấp hàng đầu Việt Nam, hiện đang là đơn vị xuất khẩu đá nhân tạo lớn nhất châu Á. Và Cambria, thương hiệu đá nhân tạo siêu cao cấp đến từ nước Mỹ, hiện đang nắm giữ vị trí số 1 toàn cầu. Đã từ lâu, Doric không còn quá để tâm đến chuyện mình phải to ra sao hay mình phải đứng nhất thị trường như nào, mà Doric bị cuốn vào vòng quay công việc, chỉ biết làm và làm, miệt mài cống hiến, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mong muốn được phục vụ quý khách hàng một cách thật hoàn hảo. Để rồi chính thị trường nhìn nhận và đánh giá Doric một cách khách quan nhất. Các đối tác quan sát, dõi theo và tin tưởng gửi Doric những lời mời hợp tác giá trị nhất. Đây chính là sự hồi đáp, là phần thưởng xứng đáng nhất cho những cố gắng, nỗ lực mà Doric đã dựng xây. Mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu, Doric còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn nữa. Rất mong trên hành trình dài sắp tới, Doric sẽ tiếp tục có được sự tin yêu, đồng hành, ủng hộ từ các quý đối tác và quý khách hàng thân yêu. Doric xin ngàn lần cảm ơn. Doric, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đá cao cấp.